さんお久しぶりです。お元気ですか？今日は恋愛っていうテーマについて勉強しましょう。这个chúng ta đã học từ 彼女, có nghĩa là cô ấy. Tuy nhiên trong giao tiếp hội thoại hàng ngày thì người Nhật thường sử dụng từ 彼女, với nghĩa là người yêu, bạn gái. Và bạn trai thì có nghĩa là 彼氏, 彼氏. Muốn hỏi bạn có người yêu chưa thì chúng ta sẽ nói như thế nào? 彼女いる? 彼女いる? Ngoài ra còn có hai cách hỏi khác. Cách hỏi thứ nhất đó là kiếm được em nào chưa? Kiếm được em nào chưa? 彼女できた? 彼女できた? Cách hỏi thứ hai đó là tìm được em nào chưa? 彼女作ったの? 彼女作ったの? À, 今日は彼女に振られた. 今日は彼女に振られた. Tức là tôi đã bị người yêu đá. Tôi đá người yêu là 彼女を振った. 振った. 振った. Bị anh ấy bỏ bom thì sẽ nói rằng là 彼氏にすっぽかされた。すっぽかされた。còn 元カノ là bạn gái cũ. 元カレ bạn trai cũ. Ngoài ra còn có một vài từ mới nữa đó là 一目惚れ tình yêu sét đánh. Hay là 片思い tình đơn phương. 失恋 thất tình. Có hai động từ rất là quan trọng đây mình muốn chia sẻ cho các bạn. Đó là động từ 浮気をする. 浮気をする. Tức là lăng nhăng, cặp bồ.最低。耳が痛いよ。Động thứ hai đó là tán gái. Nampa する. Nampa する. はい、これから女の子をナンパしに行きます。行きます。わお、綺麗だな、あの子。ねえ、かわいさん、かわいさん、どこ行くの？どこ行くの？何？電話番号教えてくださいよ、電話番号。何？やだ！あ、バカじゃないの？エムイ。エムイ。You got me begging you for mercy. Why won't you release me? You got me begging you for mercy. Why won't you release me? I say you better release me. Yeah. Now you think that I. Em ơi, cho anh xin số điện thoại.もう浮気したんですわ。最低。耳じゃダメでしょ。耳。え？お前も？も？もはなんだ？最低。最下位。You got me back.